ta đến với câu hỏi về truyền tải điện năng. Bài cho chúng ta điện năng được truyền từ một trạm điện tới nơi tiêu thụ. Biết nơi tiêu thụ có công suất không đổi và hệ số công suất luôn bằng 0,8. Gọi A là tỷ lệ phần trăm giữa độ giảm điện áp hiệu dụng trên dây và điện áp hiệu dụng ở nơi tiêu thụ. Bài hỏi chúng ta để giảm A từ 20% xuống 10% thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện phải tăng lên bao nhiêu? Thế đây các bạn hình dung ra cho thầy là cái sơ đồ truyền tải điện năng của chúng ta như thế này. Đây chúng ta có nơi tiêu thụ. Nơi tiêu thụ. Còn đây là cái trạm phát của chúng ta, đúng không? Ở đây chúng ta có máy phát điện xoay chiều. Đấy, và cái điện áp ở đầu ra này của chúng ta gọi là U đi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta duỗi cái mạch này ra. Hai dây này của chúng ta thì nó lại có một cái điện trở, chúng ta gọi chung là R. Gọi chung luôn là R. Chứ thực ra chúng ta thấy là mỗi dây này đều có một cái điện trở R1, R2 bằng nhau, đúng không? Và tổng điện trở chung này là R. Vậy thì bây giờ chúng ta duỗi cái mạch này ra thì cái mạch này của chúng ta đơn giản nó là một cái mạch điện gồm R mắc nối tiếp với nơi tiêu thụ. Được chưa? Và cái điện áp mà chúng ta đặt vào đây chính là cái điện áp ở trạm phát U. Đúng chưa nhỉ? Thế nên là chúng ta có cái giản đồ vector cho cái đoạn mạch này của chúng ta như sau. Đấy, chúng ta đầu tiên chúng ta vẽ UR. Đấy, đây là UR đúng không? Nơi tiêu thụ của chúng ta giả sử là nhanh pha hơn so với Y đi. Thì đây. Đấy, đây chính là U nơi tiêu thụ. Đúng không? Và đây chúng ta có là U truyền tải. Đấy. Và chúng ta có hệ số công suất. Bài cho chúng ta hệ số công suất ở nơi tiêu thụ luôn bằng 0,08. Tức là cái cốt của cái phi này này. Đấy, đây là phi tiêu thụ. Đúng không? Và bài cho chúng ta là cốt của phi tiêu thụ luôn bằng 0,8. Đấy. Và chúng ta nhìn vào cái giản đồ vector này thì chúng ta thấy rằng là U bình phương của chúng ta sẽ là bằng, hay nói khác, U sẽ là bằng căn bậc 2 của UR bình. Đấy, cộng với U nơi tiêu thụ bình phương. Đúng chưa? U nơi tiêu thụ bình phương. Cộng với, chính ra là trừ đi. Chính ra là trừ đi UR, U tiêu thụ nhân với cốt của góc này. Nhưng mà cái góc này và góc này của chúng ta là hai góc bù nhau. Thế nên là cốt là bằng đối của nhau. Do đó chúng ta chuyển thành dấu cộng. Đây là UR 2 nhé. 2 UR, U tiêu thụ nhân với cốt của phi tiêu thụ. Được chưa? Đấy. Thế mà chúng ta lại có chúng ta bây giờ chúng ta lại có tiếp đó là P. Người ta lại cho chúng ta là công suất ở nơi tiêu thụ của chúng ta là không đổi này. Nơi tiêu thụ có công suất không đổi. Thế nên chúng ta có P tiêu thụ là không đổi. Vậy thì ở đây chúng ta có là không mất tính tổng quát, các bạn đặt R 1. Đúng không? Chúng ta đặt R 1. Đấy, nếu như R 1 thì chúng ta sẽ suy ra là chúng ta sẽ suy ra được đó là UR sẽ là bằng Y. Y nhân với R. Đúng không? Thế nên chúng ta suy ra là UR chúng ta là bằng Y. Đấy, đặt này các bạn nhìn cho nó dễ. UR bằng Y. UR bằng Y thì chúng ta sẽ suy ra được công suất của nơi tiêu thụ. Người ta nói là không đổi đấy. Công thức sẽ luôn là gì? Công suất nơi tiêu thụ dĩ nhiên đó là U nơi tiêu thụ nhân với Y nhân với cốt của phi nơi tiêu thụ. Thế mà UR bằng Y rồi. Thế nên chúng ta sẽ thấy rằng đây sẽ là U gì? UR nhân với U tiêu thụ nhân với cốt của phi tiêu thụ. Đấy, chúng ta đã R 1. Và như vậy thì chúng ta thấy cái U này của chúng ta nó sẽ là bằng ở đây là cái cụm đằng sau số 2 này. Đấy, UR, U tiêu thụ, cốt phi tiêu thụ này, đây chính là P nơi gì? Tiêu thụ. Các bạn hiểu chưa? Đấy, thế bây giờ chúng ta có thể lập cái bảng như sau. Đấy, các bạn sẽ lập cái bảng như sau. Đó là chúng ta sẽ có là P nơi tiêu thụ không thay đổi, đúng không? Và chúng ta sẽ có là U, UR này, U tiêu thụ. Đấy. Và U mà chúng ta cần tìm đây, xem nó tăng lên bao nhiêu lần. Đấy, và các bạn cũng nhớ là so sánh với gì?
với P. Đấy, các thông tin mà chúng ta có trong bài này đó là những đại lượng như thế này. Được chưa? Còn cái P hao phí và cái P truyền tải chúng ta không nhắc tới. Đấy, thế nên là thôi, chúng ta không có đưa những đại lượng đó vào đây. Thế bây giờ chúng ta thấy rằng là cái ban đầu thì cái độ giảm điện áp hiệu dụng trên dây và điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ là 20%. Tức là UR của chúng ta là bằng 20% của U. UR bằng 20% của U tiêu thụ. Thế nên chúng ta đặt UR chúng ta đây có thể là bằng gì đi? À, bằng 2. Đúng không? Thì đấy là ban đầu. Nếu như đây bằng 2. Đấy, nếu như bằng 2 thì chúng ta sẽ suy ra cái gì? À, nếu như đây bằng 2 thì chúng ta suy ra U tiêu thụ của chúng ta sẽ là bằng gì? À, là bằng 10. Đấy, và UR chúng ta đang chiếm 20% U tiêu thụ, đúng không? Và lúc này thì các bạn đã có thể tính U chưa? À, tính được U ban đầu rồi. À, chúng ta thế vào đây, chúng ta sẽ có được U ban đầu. Rồi chúng ta cũng có thể là tính luôn P tiêu thụ luôn, đúng không? P tiêu thụ của chúng ta đây bao nhiêu đây? À, đó là UR U tiêu thụ nhân với cốt phi tiêu thụ. Vậy chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 20. À, xin lỗi, 2 nhân với 10 là bằng 20. 20 mà nhân với cốt phi tiêu thụ luôn bằng 0,8. Thì đây sẽ bằng 16. Vậy thì P tiêu thụ chúng ta là 16. Đúng không? Vậy chúng ta đi tính U này. U của chúng ta đây sẽ là bằng 2 bình phương cộng với 10 bình phương cộng với 2 nhân với 16. Đấy, 2 nhân 16. Rồi các bạn căn bậc 2 ra. 2 căn 34. Đấy, U ban đầu chúng ta đây sẽ là 2 căn 34. Đấy, các bạn đặt, nhớ đặt một thằng bằng 1 nhá. Thế thì lúc sau thì chúng ta thấy rằng là cái P tiêu thụ này không đổi nên đây vẫn là 16. Đúng không? Vẫn là 16. Đấy, và chúng ta gọi bây giờ ví dụ thằng này là x thì thằng này chúng ta sẽ là 10x. Bởi vì lúc sau cái độ giảm điện áp hiệu dụng trên dây của chúng ta UR so với U tiêu thụ chỉ là 10% thôi. Thế nên chúng ta đặt thằng này là x, thằng này là 10x. Và nếu như tính được x thì chúng ta sẽ tính được cái U này qua công thức ở đây. Đúng không? Thế thì chúng ta lại có tiếp, đó là P tiêu thụ đây này luôn bằng UR U tiêu thụ nhân với cốt phi tiêu thụ. Đấy, thế nên chúng ta sẽ có là 16. Sẽ là bằng cái gì đây? À, x nhân với 10x lúc sau đấy nhân với cốt phi tiêu thụ là bằng 0,8. Đấy, và từ đây chúng ta suy ra x bằng bao nhiêu? À, x của chúng ta sẽ là bằng 16 này chia cho 0,8 chia cho 10 bằng 2. Vậy x của chúng ta bằng căn 2. Đấy, x của chúng ta bằng căn 2 rồi thì U tiêu thụ này của chúng ta sẽ là bằng 10 căn 2. Rồi chúng ta thế ở đây chúng ta tính được U này. Đấy, và chúng ta có là 2 UR bình phương căn 2 bình phương là 2 này cộng với U tiêu thụ của chúng ta là bằng 10 căn 2 bình phương lên là bằng 200 cộng với 2 nhân với P tiêu thụ không đổi rồi 16 căn ra. Đấy, bằng 3 căn bậc 2 của 26. Đấy, và chúng ta kết luận đó là cái số lần mà đã tăng lên sẽ là bằng bao nhiêu đấy? À, 3 căn 26 chia cho 2 căn 34 sẽ là bằng chia cho 2 chia căn 34. Rồi, các bạn lấy xấp xỉ thôi. Đó là 1,3117. Đấy, thầy tính ra nó cỡ như thế này. Và chúng ta thấy rằng là nó lấy xấp xỉ đúng không? Lấy gần đúng thì ở đây là D. Có vậy thôi nhá. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cũng đến với câu hỏi về tán sắc ánh sáng. Nội dung hỏi chúng ta như sau. Chiếu một cái chùm sáng song song gồm hai bức xạ đơn sắc có tiết diện hình tròn. Đường kính là D bằng 3mm. Chiếu chùm sáng này từ không khí tới một cái khối chất trong suốt được giới hạn bởi hai mặt phẳng song song P1 và P2 dưới góc tới Y với tan Y bằng 0,75. Biết rằng chiết xuất của khối chất này đối với hai ánh sáng đơn sắc đó là 1,5 và 1,6. Bài hỏi chúng ta là để sau khi đi qua khối chất này thì chùm sáng bị tách thành hai chùm sáng đơn sắc thì khoảng cách tối thiểu của P1 và P2 phải là bao nhiêu? Ở đây thầy vẽ cho các bạn hình trước rồi. Đây là P1 này. Đây là P2. Đấy, đây là hai cái mặt phẳng giới hạn bởi một giới hạn cho cái khối chất trong suốt của chúng ta ở đây.
Thế cái chùm sáng mà chúng ta chiếu vào, và đây là đường kính. Đấy, chúng ta cắt luôn, chúng ta xét cái đường kính. Vậy thì ánh sáng của chúng ta khi mà đi qua cái khối chất này nó sẽ như sau. Chúng ta sẽ xét hai cái tia sáng. Đây là tia số 1, đây là tia số 2, hai cái tia giới hạn cho cái chùm sáng song song mà chúng ta chiếu vào đây. Và thầy giả sử như là hai cái bức xạ này chúng ta là màu đỏ màu tím đi. Đơn giản là như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi qua mặt phẳng P1 này, khi qua cái mặt giới hạn đầu tiên, thì cái tia sáng này của chúng ta nó bị tán sắc, đúng không? Thành hai màu. Và chúng ta xét hai cái tia số 1 và số 2 này thôi thì nó sẽ bị tán sắc. Đấy. Và chúng ta thấy là những cái tia tím này song song với nhau, những tia đỏ này thì song song với nhau. Ở giữa này chúng ta không có vẽ nhá. Vậy thì các bạn thấy rằng là để mà sau khi đi qua khỏi khối chất này, cái chùm tia của chúng ta nó bị tách thành hai cái chùm đơn sắc không có giao vào nhau. Thì cái thằng đỏ 1, thằng này chúng ta gọi là thằng đỏ 1 này. Tia này chúng ta gọi là tia đỏ 1 đúng không? Đỏ 1. Nó phải là sao? Nó phải lớn hơn. Đỏ 1 chúng ta nó phải cách xa hơn so với điểm này chúng ta gọi là O đi. Điểm này chúng ta gọi là O. Đấy, đỏ 1 cách xa hơn O so với thằng tím 2. Đấy, đây là cái tia số 2 đúng không? Và cho cái tia tán sắc là tím ở chỗ này. Tím 2. Đấy. Và như vậy thì sau khi mà nó ra khỏi ngoài không khí thì cái chùm tím của chúng ta ở đây, chùm đỏ của chúng ta ở đây. Đấy, ở giữa này chúng ta còn rất nhiều những tia gì? Tia tím nữa, rất nhiều tia tím. Ở giữa đây còn rất nhiều những tia đỏ nữa, nhưng mà tất cả tia đỏ chúng ta phải song song với nhau. Đấy, và chúng ta thấy rằng là khi nó ra khỏi ngoài không khí ở đây thì hai chùm tia này của chúng ta đã bị tách màu và không còn dính vào nhau nữa. Ở đây là cái trường hợp chúng ta tính tối thiểu, tức là chúng ta sẽ đi cho tia đỏ bằng với, xin lỗi, chúng ta cho thằng đỏ 1 này bằng với thằng tím 2 thôi. Đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy hai chùm tia này chúng ta nó bị tách ra khỏi nhau. Đấy, và nó chỉ tiếp xúc ở cái tia đỏ 1 và tia tím 2 này thôi. Còn muốn tách hẳn thì chúng ta thấy rằng là tím 2, ô tím 2 phải nhỏ hơn ô đỏ 1. Nhưng ở đây chúng ta xét trường hợp giới hạn, đúng không nhỉ? Đấy, trường hợp mà ô đỏ 1 bằng ô tím 2. Đấy, và nhớ rằng là những cái tia ló ra khỏi bản mặt song song của chúng ta này là song song với phương của tia tới. Nhớ chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta đi tìm điều kiện. Đó là chúng ta phải dựa vào cái điều kiện đó là ô đỏ đỏ 1. Ô đỏ 1 sẽ phải bằng với ô tím 2. Đấy. Còn muốn tách ra hẳn thì thằng ô tím 2 phải nhỏ hơn gì? Ô đỏ 1. Nhưng đây chúng ta xét trường hợp giới hạn xảy ra dấu bằng nhá. Vậy thì ô đỏ 1 của chúng ta là gì? Ô đỏ 1 của chúng ta ở đây dĩ nhiên sẽ là bằng H nhân với tan của R đỏ. H nhân với tan của R đỏ. R đỏ là góc khúc xạ của thằng đỏ. Đúng không? Đây R đỏ này. Sẽ là bằng ô tím 2 thì lại bằng cái ô phẩy. Đấy, chúng ta gọi cái điểm này là ô phẩy. Đấy, thì bằng ô phẩy. Ô phẩy thì nó là bằng cái đoạn này. Đoạn này chúng ta gọi là chúng ta gọi là L đi nhá. Đoạn này chúng ta gọi là L. Vậy thì ô phẩy chúng ta là bằng L. Đấy, vậy đây sẽ là bằng L, đúng không? Cộng với ô phẩy tím 2. Ô phẩy tím 2 của chúng ta thì lại là H nhân với tan của R tím. R tím là góc khúc xạ của thằng tím, được không? Đấy, chúng ta xét tam giác này, chúng ta có điều như vậy. L thì lại gì? L bằng cái gì? Chúng ta thấy rằng đây là góc Y đúng không? Thế nên góc này của chúng ta cũng là Y. Góc này cũng là Y. Thế nên L của chúng ta sẽ là bằng D chia cho gì? Chia cho cos Y, đúng không? L chúng ta bằng D chia cos Y. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là D chính là cái đường kính của chúng ta đấy. Sẽ là bằng D chia cos Y bằng H tan R đỏ trừ đi H tan R tím. Vậy thì D của chúng ta sẽ là bằng H nhân với tan của R đỏ trừ đi tan của R tím nhân với cos Y. Đấy. Và bây giờ yêu cầu chúng ta phải tính H, tức là khoảng cách. H ở đây chúng ta đang gọi là khoảng cách giữa hai cái bản này.
Được chưa? Đấy, H của chúng ta là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta dễ dàng tính được H. Và chúng ta nhận thấy rằng là công thức này rất giống như trường hợp mà chúng ta chiếu một cái tia sáng vào bản mặt song song. Nhưng mà qua cái bản mặt song song này thì nó bị tách thành một cái chùm tia. Và cái chùm tia đấy của chúng ta có bề dày đó là D. Đúng không nhỉ? Đấy, tách thành một chùm tia có bề dày là D. Và cái D đấy của chúng ta nó sẽ cũng tính bằng công thức như thế này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Thế nên là về ý nghĩa thì là khác nhau, nhưng mà về hình thức công thức thì là giống nhau. Đấy, cái D trong tình huống này là cái bề rộng của cái chùm ánh sáng đa sắc mà chúng ta chiếu vào. Còn cái D mà thầy vừa nói, đấy là khoảng cách của cái chùm tia tán sắc nó ra. Hiểu chưa? Quang phổ nó ra. Thì công thức hình thức là như nhau. Vậy từ đây dễ dàng các bạn tính được H. H sẽ là bằng. Chúng ta phải tính R đỏ. R đỏ của chúng ta là bằng sin ngũ trừ 1 đúng không? Shift sin ấn máy tính ấy. Của sin y chia cho R đỏ là các bạn hiểu là chúng ta lấy cái thằng nhỏ hơn đấy. R tím bằng sin ngũ trừ 1 của sin y chia cho N tím. Đấy. Sin y bao nhiêu rồi? Tan y bằng 0,75. Thế nên là sin y của chúng ta sẽ là bằng sin y của chúng ta là bằng 0,6. Đấy, các bạn nhớ là sin y. Thế vào nữa. Bằng 0,6. Trong công thức của chúng ta cũng có cos y. Cos y của chúng ta là bằng 0,8. Các bạn thế vào, nhớ chưa? Đấy, vậy ở đây chúng ta sẽ có là bằng bao nhiêu đây? D là bằng 3mm này. 3mm. Chia cho 0,8. Chia 0,8 rồi chia tiếp cho tan R đỏ trừ tan R tím. Tan của R đỏ shift sin của 0,6 chia cho 1,5 đóng ngoặc trừ đi tan shift sin của 0,6 chia cho 1,6 đóng ngoặc. Và các bạn ra đây là xấp xỉ 117,5 mm. Được chưa nhỉ? Thì đấy là kết quả của chúng ta. H bằng như vậy. Vậy đây chúng ta chọn đáp án nào? Đó là A. Đấy, vậy thì thầy đã chứng minh được công thức như thế này rồi. Đấy, thì các bạn sẽ nhớ công thức. Và chúng ta nhớ rằng cái công thức này lại áp dụng đúng cho một cái bài nữa mà các bạn đã từng làm. Cũng trong khóa học của chúng ta. Đó là chúng ta chiếu một cái chùm sáng cũng như thế này. Đúng không? Nhưng mà cái chùm sáng chúng ta là chùm sáng trắng. Đấy, vào một cái bể nước. Thế thì làm thế nào để mà cái chùm sáng này của chúng ta, người ta hỏi là cái D này bằng bao nhiêu để mà đáy bể của chúng ta có một vạch trắng. Đúng không? Thì kết quả ra cũng như thế này luôn. Thì cái hiện tượng nó giống như thế này. Đấy, vạch trắng thì chúng ta thấy rằng là khi đó thì nó cũng phải trường hợp như ở đây. Đấy, tím 2 phải trùng với đỏ 1. Đúng không nhỉ? Đấy, bạn nào mà quên thì có thể xem lại các cái đề trước và chúng ta sẽ thấy rằng có một câu hỏi cũng như vậy và kết quả cũng ra như thế này. Đấy, thì các bạn nhớ cho thầy các trường hợp tán sắc và kết quả của nó, chứ còn vào phòng thi mà chúng ta kể lại như thế này thì rất mất thời gian. Nhớ chưa nhỉ? Rồi, thế bây giờ chúng ta chuyển đến câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi về dòng điện xoay chiều. Bài cho chúng ta đạt điện áp U bằng U0 cos omega t, U0 omega không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của UAM và UMB theo ZC. Khi thay đổi C thì giá trị lớn nhất của tổng điện áp hiệu dụng UAM và cộng với UMB gần nhất với giá trị nào sau đây? Thế đây chúng ta có mạch là RLC, C biến thiên. Thế thì đồ thị của chúng ta là gồm hai thằng UAM và UMB. Tuy nhiên là chưa được đánh dấu. Vậy thì chúng ta cần xác định đâu là UAM, đâu là UMB. Thì chúng ta sẽ có đó là UAM bằng Y nhân với ZAM, đúng không? Y thì bằng U chia Z, thế nên đây sẽ là bằng U. ZAM là căn bậc 2 của R bình cộng với ZL bình chia cho Z mạch R bình cộng với ZL
trừ đi ZC tất cả bình. Thì đấy là UAM của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là UAM chúng ta mắc. UAM mắc khi mà dĩ nhiên ở đây chúng ta chỉ có ZC thay đổi thôi. Khi mà mẫu này của chúng ta min. Đúng không? Mẫu min khi ZL bằng ZC. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra ở đây. Đó là UAM mắc. Sẽ là bằng khi mà ZL trừ ZC bằng 0 cộng hưởng. Vậy đây chúng ta sẽ có là bằng U. Đúng không? Nhân trên tử chúng ta là căn bậc 2 của R bình cộng với ZL bình. Đấy, mẫu của chúng ta là R. Đấy, mẫu chúng ta là R. Và dấu bằng UAM chúng ta mắc khi làm sao? Khi ZC1 đi bằng với ZL cộng hưởng. Đấy, C chúng ta điều chỉnh để mà cho ZC1 đây này bằng ZL. Đây chính là ZC1. Có thể đây, đúng không? Đấy, đây có thể là ZC1, ZC2. Chúng ta viết đây là ZC này. Chưa biết đâu là ZC1, đâu là ZC2. Đấy, tiếp tục là chúng ta lại có là UC hay là UMB chúng ta mắc. UMB mắc hay UC mắc. Dĩ nhiên là công thức cũng giống như kia đúng không? UC chúng ta mắc là bằng U căn bậc 2 của R bình cộng với ZL bình chia cho R. Đấy. Nhưng mà nó là khi nào? Đó là khi C của chúng ta điều chỉnh tới giá trị để mà ZC2 của chúng ta bằng đó là R bình cộng với ZL bình chia cho ZL. Và thấy chúng ta thấy rằng là thằng này lớn hơn gì? Lớn hơn ZL. Chắc chắn rất lớn hơn ZL. Tức là lớn hơn ZC1. Vậy thì đây chúng ta có là ZC1. Đây là ZC. ZC2. Đúng chưa? Đấy, và chúng ta có là UAM max, UMB max của chúng ta là bằng 440V. Vậy thì chúng ta sẽ có. Vậy thì chúng ta sẽ có đó là thằng này và thằng kia bằng 440V. Đồng thời. Chúng ta có nhìn vào cái đồ thị này, chúng ta thấy ZC2 gấp 4/3 lần ZC1. Đấy, ZC2 chia cho ZC1 bằng 4/3. Đây đồ thị. Còn công thức mà chúng ta vừa rút ra thì ZC2 chia cho ZC1 chính là bằng R bình cộng với ZL bình phương chia cho ZL bình phương. Được chưa? Vậy thì chúng ta nhân chéo lên, chúng ta tìm được quan hệ giữa R và ZL. 4ZL bình. 4ZL bình sẽ là bằng 3R bình cộng với 3ZL bình. Tức là chúng ta sẽ có ZL bình phương bằng với 3R bình. Hay nói khác là ZL chúng ta bằng R căn 3. Đúng chưa? R và ZL căn 3. Và chúng ta có là UAM max bằng UMB max và thằng này của chúng ta là bằng 440V. 440V. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Chúng ta sẽ suy ra được U. Đúng chưa? R bằng ZL bằng R căn 3, thế nên cái tử này của chúng ta là bằng 2R. Vậy thì chúng ta sẽ có là 2U bằng 440, vậy U của chúng ta bằng 220V. 220V. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái C để mà UAM cộng với UMB của chúng ta đạt giá trị lớn nhất. Đúng không? Thế đây chúng ta có thể kẻ cái giản đồ vector như sau. Kẻ giản đồ vector. Thế là chúng ta sẽ có như thế này. U chúng ta sẽ có là AM. AM thì chúng ta có UR này. Đấy, các bạn hiểu là đây là thằng R này, R chúng ta này là bằng 1 này, đúng không? ZL chúng ta bằng căn 3 này. Đấy, và đây chúng ta có ZC. Thay đổi. Đấy, và chúng ta sẽ có đây là A này. M
M này. B. Vậy chúng ta có UAB đây. Được chưa? Thế nên góc này của chúng ta bao nhiêu độ? À, góc này chúng ta bằng 60 độ này. Đấy. Tan góc này bằng căn 3 mà. Thế góc đấy là 60 độ. Thế góc trên này của chúng ta là 30 độ. 30 độ, được chưa? Vậy ở đây chúng ta đang có UAM cộng với UMB cần biện luận đúng không? Thế nên chúng ta gọi góc này là góc alpha. Đấy, còn cả góc này là góc beta, cả góc A này chúng ta này. Đấy, MAB này là góc beta. Vậy thì chúng ta sẽ có, được chưa? MAB là beta, ABM là alpha. Vậy chúng ta sẽ có là UAM, UAM chia cho sin của góc đối diện, tức là sin alpha. Sin alpha sẽ là bằng UMB chia sin góc đối diện là sin beta. Đấy, và bằng UAB, chúng ta vừa tính này, 220V, 220V chia cho sin của 30. Sin của 30. Sin 30 1 phần 2, thế nên đây là bằng 440. Đấy, và từ đây chúng ta suy ra cái tổng của UAM cộng với UMB sẽ là bằng 440. Đấy, nhân với sin alpha cộng sin beta đúng không? Thế mà sin cộng sin thì bằng 2 sin cos đúng không? Bằng 2 sin của alpha cộng beta chia cho 2. Nhân với cos của alpha trừ đi beta chia cho 2. Đấy. Alpha cộng với beta thì bằng bao nhiêu đấy? 150 độ. Đúng không? Tổng ba góc trong một tam giác của chúng ta là 180. Thế nên là 150 mà các bạn chia cho 2 thì bằng sin 75. Vậy đây sẽ là bằng 880 sin của 75 độ nhân với cos của alpha trừ đi beta chia cho 2. Được không nhỉ? Đấy. Đấy, thầy viết xuống đây cho các bạn dễ nhìn này. Bằng 880 sin của 75 độ nhân với cos của alpha trừ đi beta chia 2. Đấy, thầy chấp xuống như vậy. Vậy thì các bạn thấy rằng là UAM cộng UMB chúng ta mắc khi mà cái cos này của chúng ta cực đại. À, cos này cực đại khi alpha bằng beta. Tức là cos đấy chúng ta bằng 0, cos 0 bằng 1, đúng không? Có nghĩa tam giác này chúng ta cân tại M. Đấy, chúng ta chỉ cần biết là dấu bằng xảy ra thôi. Chứ còn UAM cộng UMB mắc của chúng ta chính là bằng 880 nhân với sin của 75. Đấy, vậy các bạn ấn máy tính ra 880 nhân với sin của 75. 850. Đấy, các bạn sẽ suy ra là UAM cộng UMB mắc sẽ xấp xỉ 850V. Đấy, và đáp án chúng ta chọn đây dĩ nhiên là C rồi. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi về giao thoa sóng ánh sáng. Bài cho chúng ta là trong thí nghiệm y ưng về giao thoa sóng ánh sáng lambda 1 bằng 0,4 micromet, lambda 2 bằng 0,5 micromet. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Màn quan sát được cho dao động điều hòa. Và khoảng cách D tới mặt phẳng chứa hai khe phụ thuộc theo thời gian như hình vẽ ở đây. Điểm M trên màn quan sát của chúng ta cách vân trung tâm 12 mm. Bài hỏi chúng ta là trong khoảng thời gian 1 giây, điểm M có số lần vân sáng đơn sắc xuất hiện nhiều nhất là. Các bạn thấy rằng là dễ thấy ở đây, D ở chúng ta dao động điều hòa và chu kỳ. Các bạn dễ thấy. Đấy. Từ biên dương, chúng ta hiểu đây biên dương này, biên âm này. Còn đây là vị trí cân bằng này đúng không? Các bạn hiểu đây là vị trí cân bằng. Ở vị trí cân bằng thì D của chúng ta là bằng 2m. Đấy, và biên dương của chúng ta D là bằng 2,5. Và tại biên âm của chúng ta D là bằng 1,5. Đúng không nhỉ? Và chu kỳ của chúng ta đây dễ dàng thấy là bằng bao nhiêu? 2 giây. Và chúng ta suy ra là 1 giây chính là nửa chu kỳ. Bài hỏi chúng ta trong nửa chu kỳ thì M có số lần vân sáng đơn sắc xuất hiện nhiều nhất là bao nhiêu?
Thế đây chúng ta sẽ đi kẻ cái trục của D đi. Các bạn kẻ trục D cho thầy. D của chúng ta đây. Chúng ta có vị trí cân bằng của D. Đấy, biên âm. À, ứng với khoảng cách là bằng 2,5 mét đấy. D của chúng ta bằng 2,5 mét. Chúng ta viết ở đây là D gì? D nhỏ. À, D nhỏ là vị trí này. Đấy. Đây là vị trí cân bằng. Chúng ta gọi là D ở vị trí cân bằng, D0. D0 của chúng ta đây là bằng, thằng này là bằng 1,5 này. Thằng này là bằng 2 này. Đấy. Còn tại biên dương, chúng ta gọi là D lớn. Đấy. Và đây là bằng mấy? 2,5. Thế các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ đi xác định xem là từng cái D1 thì tại M chúng ta cho vân sáng bậc bao nhiêu. Đấy. Vậy đây chúng ta sẽ có là bậc vân sáng do lambda 1 cho tại M. Đấy. Ứng với từng D. À, chúng ta nhớ rằng XM bài đã cho bằng 12mm rồi và bằng bậc sáng nhân với lambda D chia cho A. Đúng chưa? Đấy, thế nên là chúng ta sẽ suy ra là bậc sáng của chúng ta K. Suy ra K sẽ là bằng AXM chia cho lambda D. Đấy. Vậy thì rõ ràng là khi mà D của chúng ta ứng với từng lambda nhé, lambda 1, lambda 2, thì D chúng ta mà tăng lên thì K của chúng ta bị giảm đi. Đấy, K chúng ta giảm đi và chúng ta sẽ thấy rằng là đối với thằng lambda 1 đi, xét lambda 1 thì ứng với D bằng 1,5, K chúng ta bao nhiêu? 1 nhân với 12 chia cho 0,4 chia 1,5 bằng 20. Ở đây 20. Rồi khi D ở cân bằng 2m thì sao? Thì ở đây chúng ta sẽ có là 0 phải chia 1,5 nữa mà đây là chia cho 2, 15. Đấy, còn đây không phải chia cho 2 nữa mà chia cho 2,5, 12. Đấy, và nhớ cái bậc sáng này của chúng ta nó giảm dần đi. Vậy đây chúng ta sẽ thấy rằng là có thể đây là 19 này, 18 này, 17 này, 16 này, đúng không? Đấy, vậy đây chúng ta có là 19 này. Đấy, chúng ta có 18 này. 18. Rồi, đây dày tí đúng không? Xong rồi đến 17. Cũng nghĩa càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Vậy đây chúng ta có đây 19 này. Vẽ tương đối một chút. 19. À, đây là 18. Đấy, rồi đây chúng ta có là 17. Rồi 16. Đấy. Chúng ta vẽ tương đối một chút. Các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy rằng là khi mà D chúng ta tăng lên thì các cái bậc sáng này của chúng ta là càng ngày nó càng càng thưa theo khoảng cách. Đúng không? Đấy, tức là chúng ta lại phải đi dài hơn thì chúng ta mới gặp một cái vân sáng cho tại M. Đấy, và tiếp tục xuống đây chúng ta có là 14 này. Có nghĩa là chúng ta bây giờ sẽ phải cách xa nhau dần lên đúng không? 14 này. Đấy, rồi đây là 10 gì? 13, đây 12. Các bạn hiểu chưa? Rồi tương tự với K2 chúng ta có các bậc sáng K2 cho từng vị trí của D. Chúng ta sẽ có là đây là A là bằng 1 nhân với 12 chia cho 0,5 chia cho 1,5. Đây 16 này. Đấy. Tại vị trí cân bằng thì cho đây là 12. Còn đây là 9,6, chẳng phải sáng và chẳng phải tối gì cả. Đấy. Được chưa? Vậy đây chúng ta sẽ thấy nó giảm đi. Ở đây sẽ là 16 rồi đây là gì? 15 này. Đấy rồi. 14 này. Đúng không? Rồi đến 13. Đấy, các bạn hiểu như thế nhá. Rồi tiếp tục đây là 12 này. Rồi chúng ta sẽ có đây là 11 này. Đấy, đây là 10 này. Đúng không? Đấy là 10. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta xem là chúng ta thấy rằng là khi nào thì tại M chúng ta có vân đơn sắc.
chúng ta thấy rằng là ngoại trừ, chúng ta thấy rằng hai cái biên này này, chúng ta thấy cái biên này là cho vân trùng. Đấy, khi mà D của chúng ta bằng 1,5mm tại M, chúng ta thấy rằng là vân sáng của lambda 1, lambda 2 bậc 20 và bậc 16 cho tại M. Vậy thì chúng ta không nhìn thấy vân đơn sắc khi mà D của chúng ta bằng D nhỏ, tức là tại biên âm, đúng không? Tại vị trí cân bằng cũng vậy, chúng ta thấy rằng là hai vân sáng do hai bức xạ đều cho tại M. Đấy, thế nên là ở hai vị trí này chúng ta thấy rằng là không xuất hiện vân đơn sắc. Đây dĩ nhiên vẫn vân đơn sắc rồi. Chúng ta kiểm tra xem các khoảng khác xem có vân đơn sắc không. Thì chúng ta check cái điều kiện vân trùng, đó là K1 chia K2 thì bằng lambda 2 chia lambda 1. Đấy, và chúng ta có lambda 2 chia lambda 1 là bằng 5 phần gì? 5 phần 4. Đấy. Rồi bao nhiêu? 10 phần 8. Rồi bằng 15 phần 12. Rồi bằng 20 phần 15, đúng không? Đấy, rồi chúng ta còn 25 phần 20 nữa. Đấy. Thì các bạn rõ ràng thấy rằng là do đây chúng ta giảm liên tục. Do đó mà đây là cặp 10, 20, 16, 15, 12 là liên tiếp rồi. Đúng không? 15. Đây 16. Xin lỗi. 16. Đấy. 20, 16, 15, 12 là liên tiếp rồi. Thế nên ở giữa đây không còn cái, không còn cái vị trí D nào để mà cho vân trùng của hai bức xạ này cho tại M nữa, đúng không? Đấy, từ đây đến đây như vậy không có, mà nó phải đến đâu cơ? À, vân trùng của chúng ta tiếp theo là 20, 16, 15, 12, 18, nó phải ra tít đây cơ. Đấy, đây chúng ta nếu như tăng tiếp ra đến đây thì chúng ta sẽ có vân sáng bậc 10, bậc 8 của lambda 1, lambda 2 tại điểm M, đúng không? Tuy nhiên là chưa đến. Đấy, và cái 9 của chúng ta nằm chỗ này, đây 9,6 này. Đấy, 9,6 thế nên là 9, các bạn hiểu nôm na nó đây. Đấy, cái 9 của chúng ta ở chỗ đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta xem là khi nào thì trong một nửa chu kỳ 1 giây thì M chúng ta cho nhiều vân sáng đơn sắc nhất. Thì các bạn thấy nó sẽ phải đi như này. Đấy, cái thằng 16 này các bạn thấy rằng là nó, cái sự sắp xếp bậc vân sáng của chúng ta theo D của chúng ta là càng ngày càng thưa dần. Các bạn nhìn không? Đấy, càng ngày càng thưa dần. Đấy, càng ngày càng thưa. Thế nên là chúng ta thấy là bên phía từ D0 cho tới D lớn của chúng ta này, cái số vân sáng đơn sắc xuất hiện là ít hơn, có mỗi 2 lần thôi. Bên đây là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Đấy, càng ngày nó càng thưa dần đi. Các bạn hiểu như vậy. Do đó mà chúng ta dễ dàng các bạn có thể tính ra được, đó là cái vân sáng bậc 16 của thằng lambda 1 của chúng ta là ứng với cái D ở đây là sát với vị trí bằng nhất. Đấy, 13 này chúng ta lại không sát bằng. Vậy những vị trí này thì chúng ta sẽ biết thêm thôi, được không nhỉ? Đấy, còn cái vân sáng bậc 14 đây, dĩ nhiên là nó phải xa thằng 16 này hơn so với, đấy, nó xa cái vị trí cân bằng hơn so với thằng 16. 16 là gần nhất, đúng không? Trong những vân gần. Đấy, 11 là như thế này. Vậy chúng ta thấy rằng là để trong một nửa chu kỳ để quét nhiều nhất thì chúng ta thấy nó sẽ đi như này. Chúng ta chọn đi như này, từ thằng gần nhất này, đúng không? Đến gì? Đến biên này. Sau một nửa chu kỳ thì đến vị trí đối xứng. À, vị trí đối xứng, vị trí đây. Đúng không? Đến vị trí đối xứng. Đấy, đi như này chúng ta thấy rằng là có khả năng quét nhiều nhất rồi, còn không thể hơn được nữa. Đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng là trong một nửa chu kỳ này thì nó coi như từ đây là đi về vị trí gì đấy? Biên âm. Thì số vân sáng đơn sắc của hai bức xạ cho tại điểm M chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, nếu như đi từ vị trí bằng tới biên đây. Và từ biên nhỏ này tới vị trí bằng chúng ta lại có được bao nhiêu nữa? À, lại 7 lần nữa là 14. Đấy, và đi thêm một cái đoạn như thế này nữa là không quét thêm được thằng nào nữa. Đấy, đoạn này là không quét thêm được một thằng nào phía bên này. Được chưa? Thế nên là chúng ta thấy rằng là tối đa trong bài toán này của chúng ta, tối đa trong bài toán này của chúng ta sẽ là bao nhiêu? À, sẽ là 10, 14. Đấy, vậy sẽ là 14. Được chưa? Thầy nhắc lại là đi từ D0 cho tới D nhỏ này chúng ta là có 7. Đấy, có 7 lần vân sáng đơn sắc do lambda 1, lambda 2 xuất hiện tại M. Tiếp tục lại đi về từ D nhỏ tới D0 là có 7 lần nữa là 14. Và đi thêm một đoạn như này nữa là không có, không thêm cái gì nữa nha. Các bạn muốn tính chính xác hơn thì các bạn có thể xem là bậc 16 này của lambda 1 là ứng với D bằng bao nhiêu. Đấy, bậc 13 lambda 2 ứng với D bao nhiêu.
Đấy, bậc 14 của lambda 1 ứng với d bao nhiêu? Bậc 11 của lambda 2 ứng d bao nhiêu? Tính đấy ra có phải xem phải như thế này không? Thì chắc chắn là như thế rồi. Nhá. Đấy, bởi vì theo chiều tăng của d thì cái bậc sáng K1 K2 xuất hiện tại M của chúng ta là nó bị xa dần đi. Nhá. Rồi ok, thì đó là một câu hỏi cũng tương đối là hay liên quan tới giao thoa ánh sáng hai khe chiếu hai bức xạ và có cái sự thay đổi khoảng cách của mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát của chúng ta. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với một câu thuộc chuyên đề dao động cơ. Đây là một bài toán về con lắc lò xo liên quan tới biến cố chúng ta giữ một cái điểm cố định, giữ cố định của một điểm trong quá trình mà lò xo của chúng ta nó dao động, đúng không? Đấy. Thế ở đây người ta cho chúng ta một lò xo có độ cứng 60 Newton trên mét, chiều dài tự nhiên là 40 cm, treo thẳng đứng, đầu trên thì gắn vào điểm C cố định, đầu dưới của vật thì gắn vào một vật có khối lượng 300 g. Chúng ta kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ là 5 cm theo phương thẳng đứng. Khi lò xo có chiều dài lớn nhất, tức là nó ở biên bên dưới, thì người ta giữ cố định một cái điểm M trên lò xo, mà điểm M này cách C điểm cố định bên trên của chúng ta là 20 cm. Lấy G bằng 10 m trên dây bình, yêu cầu tính cơ năng của con lắc mới. Cơ năng của con lắc là gì? V kép bằng 1/2 KA bình. Đấy. Khi mà chúng ta giữ cố định điểm M đó thì chúng ta có một con lắc lò xo mới và độ cứng lò xo thay đổi thành K phẩy và biên độ dao động lúc đấy là A phẩy. Được chưa? Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tính K phẩy A phẩy. K phẩy chúng ta tính như thế nào? Chúng ta sẽ xem cái vị trí điểm M của chúng ta giữ lò xo đấy, nó chia hai cái lò xo mới của chúng ta thành bao nhiêu phần, tỷ lệ các phần như thế nào. Và chúng ta sử dụng một cái công thức, đó là tích của chiều dài tự nhiên nhân với độ cứng lò xo của cái lò xo mà chúng ta nghiên cứu đấy, là một hằng số đối với tất cả những lò xo đồng chất với nhau nhá. Còn A phẩy chúng ta tính như thế nào? Chúng ta hãy xem xét con lắc lò xo mới của chúng ta đang có độ giãn là bao nhiêu. Đó chính là biên độ, bởi vì vật của chúng ta đang ở biên bên dưới, tốc độ bằng không nên vẫn đang là ở vị trí biên. Được chưa? Chúng ta đi làm hai bước như vậy. Muốn làm như vậy thì chúng ta phải xem con lắc của chúng ta có chiều dài cực đại là bao nhiêu, L max trong quá trình dao động ban đầu. Sẽ là bằng L cân bằng cộng thêm biên độ A dao động. Khi xuống biên dưới thì lò xo của chúng ta dài thêm, tính từ vị trí cân bằng một đoạn là A. Thế nên chiều dài L max bằng L cân bằng cộng A. L cân bằng thì bằng L0 cộng delta L. Độ biến dạng, độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng delta L rất quan trọng, cộng với A. Và chúng ta có chiều dài tự nhiên người ta cho rồi 40 cm, cộng với cái gì? Cộng với delta L. Delta L công thức là MG chia K. Sử dụng công thức này thì luôn ra mét, nhớ là nhân 100 lên để ra cm, cộng thêm 5 cm nữa. MG chia cho K, 3 chia cho 60, chúng ta cũng có bằng 5 cm, và do đó chiều dài cực đại của lò xo là 50 cm. Đúng chưa? Thế thì lò xo của chúng ta đang dài 50 cm như thế này. Đấy. Và vật của chúng ta đang ở biên bên dưới. Thì người ta giữ một cái điểm M ở đây, đúng không? Cách C một đoạn là 20. Do đó con lắc lò xo mới của chúng ta ở đây nó đang chiếm 30, đúng không? Thế mà chúng ta luôn có một cách tính độ cứng lò xo như sau. Đó là độ cứng của cái lò xo CM này sẽ gọi là K1. Chúng ta có 20 K1. Đấy. Sẽ luôn bằng cái lò xo M, con lắc lò xo mới của chúng ta này có chiều dài 30. Thế nên chúng ta có là 30 nhân với độ cứng của nó là K phẩy mà chúng ta đang nhắc tới, đúng không? Đấy. Sẽ bằng chiều dài toàn bộ cái lò xo ban đầu của chúng ta là 50 nhân với độ cứng của lò xo ban đầu người ta cho bằng 60 rồi. Được chưa? Đấy, cái này chúng ta không cần thiết tính. Cái lò xo CM cần tính làm gì? Chúng ta đang tính cần tính thằng K phẩy. Từ đây chúng ta suy ra K phẩy bằng 100 Newton trên mét. Nhiệm vụ đầu tiên đã xong. Bây giờ chúng ta đến với nhiệm vụ tính thằng A phẩy này.
Chúng ta thấy lò xo của chúng ta đang, con lắc lò xo này của chúng ta, đúng không? Con lắc lò xo này của chúng ta là một con lắc lò xo mới. Con lắc lò xo mới. Và chiều dài của nó bây giờ đang là 30. Đang là 30. Thế bây giờ chúng ta muốn tính biên độ, chúng ta sử dụng công thức này lại. Chúng ta đang có là đây là L max phải đang bằng 30. Đúng không? Mà 30 này chắc chắn là bằng L tự nhiên L0 cộng với delta L mới phải cộng với A phẩy. Và chúng ta đang cần tính A phẩy này. L0 bằng bao nhiêu? À, lò xo của chúng ta ở đây là đang giữ để mà nó chiếm 3 phần 5. 3 phần 5 của cái lò xo ban đầu của chúng ta. Thế nên cái lò xo mà đang trong con lắc lò xo mới này này, nó phải có chiều dài tự nhiên bằng bao nhiêu? 3 phần 5 chiều dài tự nhiên ban đầu. Tức là 3 phần 5. Đây là 0 phẩy nhé. Nhân với L0 ban đầu. L0 ban đầu bằng 40. Đúng không? Vậy do đó mà L0 này của L0 phải này của chúng ta là bằng 24. 40 chia 5. 85, 40, 83, 24. Đấy. Delta L phải của chúng ta thì công thức là MG chia cho K phải. Đấy. Vật nặng của chúng ta vẫn là như vậy. Thế nên là trọng lực vẫn là MG. Độ cứng lò xo bây giờ là K phẩy cơ. Và chúng ta có thể tính ra được thằng này sẽ là bằng 3 chia cho độ cứng lò xo này là 103 cm. Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được A phẩy bằng bao nhiêu? 30 trừ đi 24 bằng 6. Đúng không? 6 trừ đi 3 bằng 3 cm, 0,03 m. Bởi vì muốn tính cơ năng thì phải đổi ra mét. Và do đó V kép chúng ta sẽ bằng 1 chia 2 nhân 100 nhân với 0,03 bình phương, 0,045 joule. Đấy. Đây là phương pháp giải coi như là ngắn nhất khi mà chúng ta gặp bài kiểu như này. Được không? Đáp án B. Chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo. Có thể một bạn nào đấy dùng bảo toàn năng lượng ở đây cũng được nha. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi về sóng cơ. Bài cho chúng ta một sóng cơ truyền theo chiều dương của trục OX. OX đây. Với tần số nhỏ hơn 2 Hz, tại T bằng 0 và T1 bằng T0 cộng 0,75 giây thì hình ảnh của sợi dây có dạng như hình vẽ. Bài hỏi chúng ta là khoảng cách của M và N tại thời điểm T0, tức là nét liền, gần với giá trị nào sau đây nhất? Tức là các bạn sẽ đi tính khoảng cách của M và N như này. Có thể các bạn dùng thước được. Dùng thước, rồi các bạn đo chính xác tỷ lệ, rồi tính khoảng cách theo phương ngang, khoảng cách theo phương dọc, bình phương lên căn bậc 2. Nhớ chưa? Thì đấy là cách làm mẹo. Hoặc là các bạn sẽ phải làm chính xác thôi. Phải đi tìm chính xác kết quả, rồi chúng ta xem nó gần với giá trị nào sau đây nhất. Thì ở đây các kết quả của chúng ta là A, B, C, D nó khá là sát nhau. Thế nên là khi các bạn mà dùng thước, các bạn đo trực tiếp trên hình thì các bạn phải cũng làm tương đối phải tỉ mỉ nhá. Chứ không nó sẽ dẫn tới những sự sai lệch về số liệu và có thể ra sai kết quả. Thế đây chúng ta sẽ muốn tìm được chúng ta muốn tìm được MN thì ở đây chúng ta sẽ có là MN. MN. Sẽ bằng căn bậc 2 của chúng ta sẽ có là khoảng cách theo phương dọc. Đấy, có thể các bạn đo, thầy vừa nói rồi. Đó là đoạn này của chúng ta chính là U gì? UM đúng không? Đấy, đây là UN. UN chúng ta âm, thế nên nó sẽ là bằng UM trừ đi UN tất cả bình phương. Đấy, khoảng cách theo phương dọc. Đấy, thằng này bình rồi đúng không? Rồi chúng ta lấy đoạn này bình nữa, tức là khoảng cách theo phương ngang. Khoảng cách theo phương ngang thì chính là khoảng cách của hai điểm M và N theo phương truyền sóng thôi. DMN bình phương. Đấy. Dễ dàng các bạn thấy rằng là UN của chúng ta nó đang bằng bao nhiêu đấy? Trừ 4. Thế nên là trừ trừ thành cộng đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có là cộng gì rồi? Cộng 4 rồi. 4 gì nhỉ? U của chúng ta ở đây nó là bằng cũng bằng cm luôn. Đấy, 4 cm. Vậy chúng ta cần đi tính UM và khoảng cách theo phương ngang của M và N. Thế ở đây chúng ta sẽ đi tính thằng UM trước đi. UM trước
nhá. Chúng ta thử xem UM trước xem như thế nào. Các bạn tính thằng nào trước được? Thế đây chúng ta đi tính UM trước đi. Thì các bạn nhận thấy rằng là xét cái điểm này, chúng ta gọi đây là điểm P, đúng không? Thì đây chính là P0 này, P0. Còn đây chính là P1, tức là thời điểm T0 và thời điểm T1. Thế tại thời điểm T0 thì nó ở biên dương, ở thời điểm T1 thì nó ở vị trí cân bằng. Và đi theo chiều gì? Chúng ta lần ngược lại sóng. Thì rõ ràng là tại thời điểm T1, điểm P này chúng ta đang đi lên, ở vị trí cân bằng đi lên. Vậy chúng ta thấy là từ T0 cho tới T1 thì P của chúng ta nó dao động như nào? Từ biên dương xuống biên gì? Biên âm, rồi đến vị trí cân bằng. Có thể tiếp tục như thế. Đấy, có thể nhiều chu kỳ như vậy. Tuy nhiên là các bạn nhận thấy rằng người ta cho F nhỏ hơn 2 giây. Thế nên là chúng ta có T nó sẽ lớn hơn 0,5 giây. F nhỏ hơn 2S, thế nên là T lớn hơn 0,5 giây. Và do đó chúng ta suy ra là cái độ lệch thời gian giữa hai thời điểm delta T của chúng ta ở đây. Delta T bằng 0,75. 0,75 giây đây. Sẽ làm sao? Sẽ nhỏ hơn. Nhỏ hơn 0,5 giây nhỏ hơn T rồi. Thế nên 0,75 giây của chúng ta là nhỏ hơn 3T chia 2. 3T chia 2. Đấy, nhỏ hơn 1,5T. Vậy thì nếu đi như này, nếu đi từ đây xuống biên dưới rồi đến đây thì mới hết 0,75T thôi, đúng không? Nhỏ hơn 3T trên 2 rồi, thỏa mãn. Nếu như đấy đi thêm một chu kỳ nữa thì rõ ràng là nếu đi thêm một chu kỳ nữa thì nó sẽ rơi vào là 1,75T. Như thế thì lớn hơn 3T trên 2 rồi, 1,5T rồi, vô lý đúng không? Vậy thì chúng ta suy ra delta T của chúng ta trong bài toán này chính là bằng 3T trên 4. Đấy, 3T trên 4. Ông này chúng ta đi xuống biên âm, rồi từ biên âm hất lên vị trí cân bằng. Đấy, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi xem thằng M. Thằng M của chúng ta ở cái thời điểm T0, là chúng ta lần ngược lại sóng. Thì rõ ràng là M của chúng ta ở thời điểm T0 đang đi xuống dưới, đúng không? Nhưng mà ở thời điểm T1 nó đứt thì nó lại đang hướng lên gì? Hướng lên trên. Đấy, hướng lên trên. Vậy chúng ta thấy là thằng M nó dao động như nào? Đây, từ đây phải đi xuống biên âm, rồi lại quay lên. Đấy, vị trí A trên 2. Đây vị trí là vị trí 4. Và đi theo chiều dương. Và đi như thế này là mất 3T trên 4 mà chúng ta vừa tìm được. 3T trên 4, thế nên là chúng ta sẽ lấy 3T trên 4 trừ đi đoạn này là T trên 3. 3 chia 4 trừ đi 1/3. Đoạn này chúng ta là 5T trên 12. Chúng ta lại trừ đi tiếp đoạn từ đây đến đây là T trên 4. Vậy thì đoạn từ đây cho tới đây, từ đây cho tới đây là bao nhiêu? T trên 6. Do đó vị trí này của chúng ta chính là A căn 3 chia 2. 4 căn gì? 4 căn 3. Được chưa? Vậy thì UM chúng ta tính được rồi, bằng gì? 4 căn 3. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ sẽ là đi tính DMN. Khoảng cách của, đây, chúng ta đi tính đoạn này. Thế chúng ta phải tính được độ lệch pha của M và N, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là thằng này đang ở vị trí gì đây? Chúng ta lần ngược lại sóng. Thằng này đi theo chiều âm, đang ở vị trí trừ A trên 2 và đi theo chiều âm. Thế nên thằng này sẽ có pha là bao nhiêu? Thằng N này của chúng ta nó sẽ có pha ở cái thời điểm đất liền này sẽ là bằng trừ A trên 2 đi theo chiều âm, 2P trên 3. 2P chia 3. Đúng không? Còn thằng M này của chúng ta thì đang có pha bao nhiêu đây? Thằng M này của chúng ta đang ở vị trí A căn 3 trên 2 và đi theo chiều, cũng chiều âm. Thế thì ở đây thằng này đang có pha là phi M, đang pha là pi trên 6. Thế mà nhớ là sóng truyền theo chiều dương trục x, thế nên là M nhanh pha hơn. M nhanh. Đấy, thế nên các bạn phải cẩn thận nhá. Chúng ta phải kẻ đường tròn pha ra. Các bạn kẻ đường tròn pha ra. Thì các bạn thấy rằng là đây là U này. Các bạn thấy rằng là cái thằng N của chúng ta nó đang có pha là 2P trên 3 đây.
Đây, 2 pi trên 3. Đúng không? Nó đang có pha là 2 pi trên 3. Còn cái thằng M của chúng ta, đây chính là N này. Còn thằng M của chúng ta thì đang ở pi trên 6. Pi trên 6 ở đây. Đấy, đây ông M. Thế nếu như bạn nào mà suy ra rằng là độ lệch pha của hai thằng này của chúng ta là cái đoạn này là sai rồi. Nhớ chưa? Chúng ta nhớ rằng M nhanh pha hơn. Thế nên là N nó đang đuổi pha so với M. Và chúng ta thấy là cái đoạn này là nhỏ hơn lambda trên 2. Thế nên độ lệch pha sẽ nhỏ hơn 2 pi. Đấy, do đó mà độ lệch pha của MN sẽ là N trễ pha hơn N đoạn như thế này. Được chưa? Đấy. Và chúng ta thấy rằng cái đoạn này là bao nhiêu đây? Đoạn này chúng ta đây là 60 này. Cộng với 30 đây là 90. Vậy thì N trễ pha hơn M là 3 pi trên 2. Vậy thì chúng ta suy ra độ lệch pha delta phi của MN bằng 3 pi chia 2. 3 pi trên 2 chính là bằng 2 pi dmn chia cho lambda. Đấy, từ đây chúng ta sẽ suy ra dmn sẽ bằng 3 phần gì? 3 phần 4 của lambda. Vậy chúng ta cần tính lambda nữa là xong. Thì chúng ta đặc biệt chú ý tới cái tọa độ 20 này. Đấy, tọa độ 20 này chúng ta lại phải nhìn vào điểm này và điểm này. Đúng không? Đấy, chúng ta gọi đây là điểm Q đi. Đấy, thì chúng ta đang nhìn vào thời điểm T1. Đúng không? Thì chúng ta nhìn vào M và Q ở thời điểm T1. Thì chúng ta thấy là thằng này đang ở vị trí nào? Lần ngược lại sóng, thằng này đang đi xuống A trên 2 và đi theo chiều âm. Còn thằng M chúng ta đang ở A trên 2 đi theo chiều dương. Vậy thì hai thằng này có pha đó là cộng trừ pi trên 3. Đúng không? Cộng trừ pi trên 3. Chúng ta lại có tiếp cái đường tròn pha nữa ra đây. Đấy, u. Thì hai thằng này chúng ta nó đang chia sẻ nhau hai cái pha cộng trừ pi trên 3. Trừ pi trên 3. Thằng này thì đang đi theo chiều âm, thế nên là đây là Q này. Còn đây là thằng M. Ở thời điểm nhất đứt, tức là T1. Chúng ta hãy nhớ rằng là M nhanh pha hơn Q, sóng truyền từ M đến Q, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ thấy rằng là Q đang trễ pha hơn so với M một cái lượng ở đây. Đúng chưa? Đấy, là cái đấy chứ không phải là cái này. Đấy, và chúng ta thấy đoạn này là bằng bao nhiêu? 2pi trên 3, thế nên đoạn này của chúng ta sẽ là 4pi trên 3. Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy rằng là độ lệch pha delta phi của Q và M sẽ bằng 4pi trên 3. Đấy, và đây sẽ là bằng 2pd, tức là 2pi nhân với 20, bọn này cách nhau 20. Đây này, 20 chia cho lambda. Và từ đây chúng ta suy ra lambda sẽ là bằng, và lambda của chúng ta ở đây sẽ là bằng bao nhiêu? Pi triệt tiêu đi, và chúng ta sẽ có ở đây là bằng 30. Đấy, lambda 30. Và do đó thằng này chúng ta là bằng 22,5 cm. Thế đây bình phương của chúng ta đây vào 22,5 cm. Bình phương vào. Vậy chúng ta sẽ kết quả ở đây là bằng cái gì đây? 4 căn 3 này cộng với 4 này bình phương này cộng với 22,5 bình phương. Và ra xấp xỉ 25,01 cm. Đấy, và chúng ta chọn kết quả ở đây là gần nhất với 25. Đấy, thì cái câu này của chúng ta thì nói chung là nó kết hợp rất nhiều thông tin về cái sự truyền sóng. Thế nên bài toán nó cũng tương đối là hay, và nó sẽ giúp cho các bạn nhớ được rất nhiều kiến thức. Và đây là một bài toán các bạn phải để ý nhá. Chúng ta đã chữa xong câu hỏi về sự truyền sóng. Chúng ta cùng đến với một câu thuộc chuyên đề dao động cơ. Và đây là một bài toán liên quan tới con lắc lò xo. Bài cho chúng ta đó là một vật nặng của một con lắc lò xo có khối lượng là 400g. Và mô hình của chúng ta là như hình vẽ đây. Thế thì sức căng của sợi dây đang là 1,6 N.
như hình vẽ. Người ta gõ vào vật mờ này để sợi dây của chúng ta đứt đi. Đồng thời, người ta sẽ lập tức truyền cho vật mờ của chúng ta một tốc độ V0 bằng 20 căn 2 cm trên giây. Thì sau đó người ta thấy vật dao động điều hòa với biên độ 2 căn 2 cm. Bài hỏi chúng ta độ cứng của lò xo gần với giá trị nào sau đây? Thế ở đây các em cần nhớ cho thầy về công thức độc lập. Đúng không? Biên độ dao động sẽ luôn bằng bình phương đi, sẽ luôn bằng khoảng cách của vật tới vị trí cân bằng, đó là x, trị tuyệt đối, bình phương, vứt trị tuyệt đối đi, đúng không? Cộng với tốc độ của vật khi đi qua cái vị trí đó, v bình phương, chia cho omega bình phương. Thế thì biên độ dao động của vật sau khi chúng ta truyền tốc độ cho vật đồng thời làm đứt dây, đã biết, đúng không? Vị trí của vật, cách vị trí bằng bao nhiêu thì chưa biết, tốc độ biết rồi, và omega chúng ta cũng có công thức tính cho nó. Chúng ta biết rằng là omega bình phương sẽ phải bằng k chia cho m, chuyển thằng m lên trên, và k đang là thứ mà chúng ta cần tìm. Đấy, vậy là sắp xong rồi. Mà đặc biệt các em lại nhìn thấy là vật của chúng ta đang nằm cân bằng, thì sức căng của sợi dây của chúng ta sẽ phải cân bằng với lực đàn hồi của lò xo. Chắc chắn rằng lò xo chúng ta đang bị nén, thế nên là chắc chắn rằng cái lò xo này của chúng ta đang bị giãn, đúng không? Đang bị giãn, thế nên là cái dây kia nó mới có sức căng chứ. Đang bị gì nhỉ? Đang bị nén, xin lỗi. Thầy nói nhắc lại này, đó là lò xo chúng ta đang bị nén, thế nên là cái dây treo này của chúng ta nó mới căng ra. Đấy, có nghĩa là chúng ta làm một cái dây, chúng ta cột vào cái đầu này, rồi chúng ta kéo nó vào, rồi chúng ta dính vào đây. Và rõ ràng là cái sợi dây của chúng ta sẽ căng với sức căng là T. Và lò xo chúng ta lúc đấy bị nén. Và cái điểm này nó sẽ tác dụng một cái lực, đó là lực ép đàn hồi cân bằng với cái sức căng của sợi dây này. Đấy, thằng này kéo sang đây, thằng này kéo sang đây, và hai lực này bằng nhau, vật nằm cân bằng. Điều này cho chúng ta biết lò xo của chúng ta đang bị nén một đoạn là bao nhiêu, bởi vì công thức của lực đàn hồi, ép đàn hồi sẽ bằng k nhân với độ biến dạng của lò xo lúc này, chính là ly độ của vật, độ lớn ly độ của vật, k nhân trị đối của x, vị trí bằng nó ở đâu đâu đấy, đúng không, bên ngoài kia. Đấy. Và vật của chúng ta đang ở vị trí này và làm cho lò xo nén một đoạn đang là độ lớn là x, và lực này sẽ phải bằng t. Đấy. Và bằng 1,6 newton, được chưa, 1,6 newton mà người ta cho. Vậy là chúng ta có thể viết được x rồi. Từ đây chúng ta suy ra x bình phương sẽ bằng 1,6 chia cho k tất cả bình. Đấy. Vậy chúng ta có luôn, từ đây chúng ta suy ra hệ thức này của chúng ta biến đổi thành, đó là a bình phương thế số luôn 0,02 căn 2, đổi ra mét nha, nhớ đổi ra mét, tất cả bình phương sẽ bằng x bình 1,6 chia cho k tất cả bình cộng với v bình chia omega bình, m biết rồi, 0,4 kg, 0,4, đúng không? V là bao nhiêu? Người ta truyền tốc độ là 0,2 căn 2 mét trên giây, 0,2 căn 2 bình phương chia cho k, đúng không? Và đây chúng ta có một phương trình bậc 2 ẩn 1 chia k, và các em ấn máy tính là ra được 1 chia k, đúng không nhỉ? Và các em ấn máy tính như sau. 5, thằng này sẽ là 1,6 bình phương, 1,6 bình phương, hệ số B 0,4 nhân với 0,04 nhân với 2 trừ đi thằng này, 0,02 bình phương nhân 2. Rồi. Và chúng ta sẽ rút ra được, từ đây suy ra k của chúng ta có hai giá trị, hoặc là bằng 80 newton trên mét, hoặc là bằng trừ 40 newton trên mét. Thằng này loại rồi, đúng không? Không bao giờ âm được.
Vậy đáp án của chúng ta đó là K bằng 80 Newton trên mét và đáp án gần với phương án C nhất. Và chúng ta chọn C, thế thôi nhá. Chúng ta chuyển tới câu hỏi tiếp theo.